những công dụng thần kỳ của củ năng. Thứ nhất, củ năng không chứa cholesterol và chất béo. Củ năng chính là thực phẩm thích hợp để bổ sung vào chế độ ăn uống. Việc dùng củ năng thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ bằng cách duy trì lượng cholesterol trong máu. Do củ năng không chứa chất béo, nên bạn không cần lo mình sẽ tăng cân khi bổ sung chúng vào chế độ ăn uống thường ngày. Thứ hai, củ năng chứa các vitamin thiết yếu. Thêm củ năng vào salad hay các món rau ăn kèm là một cách để bạn bổ sung các vitamin thiết yếu trong chế độ ăn uống hàng ngày. Trong củ năng chứa một lượng lớn vitamin B6 hỗ trợ chức năng não và hệ thống miễn dịch. Bên cạnh đó, củ năng còn chứa chất thiamin hỗ trợ cơ thể chuyển đổi thực phẩm thành năng lượng cho cơ thể. Thứ ba, củ năng chứa nhiều khoáng chất. Củ năng chứa 10% kali, đồng và manga. Mỗi loại khoáng chất này đóng một vai trò quan trọng duy trì sức khỏe tổng thể của cơ thể. Tim được duy trì nhịp điệu ổn định với sự trợ giúp của kali và giúp sản xuất hồng cầu. Thêm vào đó, manga giúp xương cứng cáp cũng như hỗ trợ chuyển hóa carbon hydrate và cholesterol trong cơ thể. Thứ tư, người ăn kiêng nên chọn củ năng khoảng 50g, chỉ chứa 60 calo. Vì vậy, bạn không phải lo lắng về việc ăn nhiều loại củ bổ dưỡng này nếu đang tính toán lượng calo. Ăn củ năng cho một bữa ăn nhẹ ít calo hoặc thêm chúng vào salad và các món ăn khác, bạn vẫn nhận được tất cả các lợi ích sức khỏe.